Con đực Bắc Hà, đây là một con. Hai mẹ con, màu lông của mẹ thì hôm nay nó ra màu gì rồi? Màu lông của mẹ thì hôm nay nó đã ra màu nước lòng rồi, không phải màu trắng nữa rồi. Khóc kìa. Đây là hai con đực đây, hai con đực Bắc Hà to đây. Nó rất là giống nhau. Đó. Nhưng hai con này thì cũng vẫn có thể phân biệt được một chút với nhau, là một con thì đuôi nó vảy cong hơn là con còn lại. Con cái đuôi của nó vảy cong này, đây này, đấy. Còn đang ngậm cái đồ chơi ở miệng này, đó, con này, nhìn cái đuôi của nó vảy cong hơn là con kia, một con đuôi vảy cong, một con đuôi vảy thẳng. Hai con này thì cân nặng nó sàn sàn như nhau, cái lông của nó cũng sàn sàn như nhau. Đó, nhìn cái đuôi của nó, mặt mũi cũng giống nhau. Nhìn cái con đuôi nó vảnh hơn thì nhìn có nhìn như là nó to hơn một tí. Có thể là nó cũng to hơn một tí. Đó, nó đó. Miệng đang ngập đồ chơi. Đây, con còn lại đây. Hai con mặt nó giống nhau đó. Ừ, yên. Đó, đẹp chưa? Đẹp mê luôn. Con còn lại thì nhìn cái mặt của nó, nhìn nó còn nét hơn đấy. Đó. Con còn lại là cái con ăn ăn ảnh nhất ở trong đàn. Một con đuôi cong hơn và một con là đuôi đấy, một con đuôi gập này, nhìn gập đuôi này. Đó, dễ nhìn nhất. Một con nó gập nhưng nó không gập cao như con kia. Con đuôi gập cao hơn. Queen xích ra đằng sau, Queen bóng ra đằng sau. Đây là con đực ở đàn Bắc Hà. Để kiểm tra xem là cái răng của nó xem là nó có còn này thì răng thì ôm hết hết này, phải thử lý luôn. Mặt trên của lưỡi không có lỗ. Con này là răng đuôi cong hơn. Đây. Ok luôn. Con đang ngó là cái con đuôi mà nó ít gập hơn, đuôi nó thẳng hơn. Con còn lại là đuôi gập lên trên lưng kia kìa. Rồi, ừ, để kệ cho cháu nó chơi. Đó, đây là con này là đuôi gập hơn này. Con cái con đuôi gập hơn thì nhìn lông của nó có vẻ như là lông của nó xù hơn. Nhưng thực ra ở cái giai đoạn này ấy, nó mỗi con nó một kiểu nhưng mà nó cũng chưa nói lên cái điều gì đâu. Có con nó giữ sạch hơn một chút thì là cái lông của nó đỡ bị vón vào nhau, là nó đã tơi cái bông, nhìn cái lông nó đã bắt đầu tơi hơn rồi. Hai con là có một cái đoạn rất là ngắn là nhìn cả hai con nhìn được mặt của chúng nó này. Ôi 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 hơi 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 ra chơi với mẹ. Mẹ thì lông ra màu nước lòng rồi đó. Hey, ra đằng này chơi, chơi gì đằng đấy, ra đằng này chơi. Này là con thứ hai,
đuôi thẳng hơn này. Đây, thằng này là thằng mặt nó rất là nét. Đó, nét căng luôn. À, anh xem này, răng lợi nữa, răng đẹp như bàn luôn, lưỡi nè, ám hiệu để anh xem lưỡi nè, lưỡi cũng là lưỡi hồng, bọn này lưỡi nó không có đố. Nó rất là dày đấy, nhìn nó thế thôi nhưng cái lông của nó dày lắm. Rồi, chọc ngón tay vào nhá. Rồi, thấy không? Chọc ngón tay vào nó là hai đốt tay. Nó là hai đốt tay này, chứ nó không phải là ít. Nhìn nó thế thôi nhưng mà cái lông của nó dày lắm. Còn so ở những cái chỗ cái sợi lông cứng của nó bắt đầu nó mọc này. Đây này, có mấy sợi lông cứng bắt đầu mọc này. Thì nó còn dài hơn. Rồi. Nhìn sợi lông cứng bắt đầu mọc này, nhìn nó đến đâu? Gần ba đốt tay luôn. Mọi người có nhìn thấy mấy sợi đó, nhìn thấy thôi nhưng lông nó rất là dài. Con này thì nhìn lông nó không phù như là cái con kia nhưng thực ra là lông nó rất là dài đấy. Lại cái ông này để xem cái lông của ông ấy. À đây nhá, cái lông ở trên lưng của ông ấy này, vứt lên này. Đây là ông xù hơn này, nhìn ông ấy xù hơn này, ông mui hơi cong cong mà. À, nhìn đó, đó ông này là nếu mà tính ra là cái sợi lông cứng của ông ấy mọc chậm hơn này, sợi lông cứng đây nhá, cứ được sợi lông này nhá, chọc ngón tay xuống nhá, thấy không? Tính ra lông của ông này cái sợi lông cứng nó ngắn hơn ông kia, nó chỉ vượt qua được hai ngón tay thôi, coi như là hai đốt tay rưỡi, còn ông kia rồi dài hơn một tí. Đó, còn đây là cái ông này là cái lông bông của ông ấy này là nó nhiều này. Cái lông bông của ông ấy nó nhiều cho nên là nhìn ông ấy nhìn trông to hơn. Đây lông bông của ông ấy này. À, chọc xuống này. Lông bông gần hai đôi tay. Đó. Đó ông này. Ok. Này bọn này mà vuốt nó lên này thì nhìn trông có xù lắm. Cùng vọng thì chắc chắn, rất là chắc chắn luôn. Mẹ thì lông da màu nước lòng rồi. Đó. Thực ra là mình đánh giá cái lông của chúng nó ở trong đàn này thì đó mình đánh giá nó ngang nhau thôi. Đó. Đánh giá cái chất lông của chúng nó là ngang nhau.